Xin kính chào toàn thể quý cô, quý bà và anh chị em. Một lần nữa chúng ta đến với chương trình trò chuyện ban mai với Mục sư Quang. Xin kính chúc quý vị luôn tươi vui, an lành và tràn đầy phước hạnh từ nơi Đức Chúa Trời là đấng ban cho. Thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay tôi xin chia sẻ cùng với quý vị đó là mệt mỏi, tired. Thứ hai vừa qua, tại tiểu bang Arizona, thành phố Fountain Hill, có một bà cụ tên là Anna May Blessing, khoảng 92 tuổi. Và bà đã cầm súng vào trong phòng của con trai bà. Và con trai của bà là khoảng 72 tuổi. Và bà đã nã súng vào con trai của mình nhiều phát. Và đương nhiên là con trai của bà đã qua đời. Thì trong căn phòng đó, con trai của bà lại có một người bạn gái là girlfriend ở bên Hoa Kỳ, mặc dù họ lớn tuổi, 72 tuổi rồi, nhưng mà họ vẫn có girlfriend là bạn gái. Thì cái bà bạn gái này thấy như vậy hoảng hốt. Và cái bà mẹ Blessing Anna cầm súng và tính bắn luôn cái người bạn gái đó. Thì bà này có lẽ khỏe hơn, và bà đã vật lộn và đã đánh, và cái cây súng văng ra khỏi tay của bà mẹ. Thì chưa xong, bà cụ 92 tuổi này mặc cái áo khoác, cái là cái robe, có hai cái túi. Thì bà lại móc trong cái túi bên kia một khẩu súng khác. Một lần nữa, khi bà kêu là bạn gái hoảng hốt và cố gắng để vật lộn và đánh văng cái cây súng số 2. Khi thấy không còn súng nữa, thì bà cụ ngồi xuống ghế, yên lặng và chờ đợi cảnh sát đến để mà đưa bà về bóp. Cái đó chúng ta suy nghĩ, lý do gì? Tại sao một người lớn tuổi, 92 tuổi, mà lại có hành động như vậy? Lấy súng bắn con trai của mình, 72 tuổi, và muốn bắn luôn cái người bạn gái. Đây là hai lý do. Và xin chúng ta lắng nghe hai lý do này. Lý do thứ nhất là bà cụ nói rằng là tôi mệt mỏi. I am tired. Tôi mệt mỏi bởi vì cái cách cư xử của con trai tôi đối với tôi. Đó là cái nguyên do chính mệt mỏi. Điểm số 2 là bà nói rằng vì nó muốn giết tôi nên tôi giết nó trước. Quý vị ơi, mệt mỏi vấn đề gì? Là cái vấn đề xảy ra là 6 tháng vừa qua, con trai của bà cụ đã đưa bà về ở chung với mình. Và trong 6 tháng đó, có lẽ có sự lục đục gì đó với nhau. Và người con trai này lại quyết định muốn đưa mẹ của mình trở về cái nursing home, viện dưỡng lão. Và bà thì không muốn trở lại viện dưỡng lão. Và thế là hai người cứ cãi cọ với nhau. Và bà nói bà mệt mỏi về vấn đề đó, cho nên bà mới bắn con của bà chết. Quý vị ơi, khi mà con người ta mệt mỏi thì có lẽ nó sẽ tạo cho con người có một cái tinh thần thiếu sự minh mẫn. Cái sự mệt mỏi đó, nó ảnh hưởng đến tinh thần, nó ảnh hưởng đến thể xác. Và cho nên nếu mà không có biết cách để mà
kiểm soát cái sự mệt mỏi, không có một cái chìa khóa để vượt khỏi sự mệt mỏi này, thì nó sẽ mang đến tai họa đến cho cá nhân của người đó hoặc là đến những người xung quanh, như câu chuyện chúng ta vừa mới nghe. Quý vị ơi, trong cuộc đời của chúng ta, có lắm lúc quý vị và tôi đã từng kinh nghiệm thế nào là mệt mỏi. Chúng ta có thể đang ngồi và nghe cái chương trình trò chuyện ban mai, và chúng ta cũng có thể hiểu được, thông cảm được sự mệt mỏi mà bà cụ này nói đến. Mỗi một người chúng ta có cái nan đề khác nhau. Cái sự mệt mỏi, tired, trong cuộc sống của chúng ta có thể là cái hoàn cảnh gia đình. Không biết quý bà và anh chị em đang đối diện với cái nan đề nào trong gia đình của mình. Giữa vợ chồng có những sự lục đục, nhiều khi chúng ta cãi cọ về một vấn đề gì mà chưa giải quyết được, mà làm cho chúng ta mệt mỏi, ảnh hưởng đến tinh thần và thể xác của chúng ta. Có lẽ là chúng ta đang mệt mỏi phải đối diện với con cái của mình. Quý vị đang ngồi đây, tôi tin chắc rằng chúng ta có một cái sự mệt mỏi nào đó đối với con cái của mình. Nhiều khi qua cái đời sống sa đọa mà chúng ta đã cố gắng giúp con của mình, cố gắng khuyên lên con của mình để nó đi vào cái con đường tốt, nhưng không có kết quả gì cả, cho nên chúng ta cũng quá mệt mỏi. Hay là cũng có người mệt mỏi vì công ăn việc làm. Quý vị có lẽ đang nghe cái chương trình này, quý vị nói đó chính là tôi. Tôi quá mệt mỏi khi tôi phải va chạm với những người làm việc chung với mình. Sự tranh cạnh, ghen tương hay là bất công đương xảy ra nơi làm việc của quý vị, làm cho quý vị thấy cũng khụt hơn, chán nản và mệt mỏi. Và chưa kể có thể là những cái bệnh tật mà chúng ta đang mang trong mình, một cái bệnh nan y nào đó, hoặc là những cái sự đau nhức trong cơ thể làm cho quý vị quá nặng trĩu và mệt mỏi. Còn một cái mệt mỏi khác, đó là mệt mỏi về tâm linh. Kính thưa quý vị, có nhiều khi chúng ta đang bị trói buộc, đang có những gánh nặng về tội lỗi, về đời sống thuộc linh. Quý vị có thể mình mệt mỏi bởi vì những cái ma lực. Ma lực có nghĩa là gì ạ? Là tôi xin đưa ra một vài điểm để chúng ta thấu hiểu chứ ma lực này. Ma lực là đó là quyền lực mà làm chiếm hữu, thống trị và trói buộc chúng ta. Mặc dù chúng ta không muốn mà mình không chống cự được, không vượt ra được. Và điều đó đã làm cho chúng ta mệt mỏi. Ma có thể nói là ma môn. Ma môn trong Kinh Thánh nói đó là tiền bạc. Có lẽ một số quý bà và anh chị em đang mệt mỏi bởi vì tiền bạc nó đang chi phối. Cái lòng tham lam về tiền bạc không bao giờ thấy đủ và cứ ước ao thêm lên, làm cho quý vị mệt mỏi và gánh nặng. Và đó là ma môn. Còn một cái ma lực khác nữa còn gọi rằng là ma men. Ma men có nghĩa rằng là rượu, bia, những điều gì mà quý vị biết rằng nó hại cho thân thể của mình, nó chi phối vào trong gia đình của mình, nó làm cho con người của mình nó mất đi một cái thể diện của một con người kính sợ Chúa hay con người bình thường.
và chúng ta muốn lìa bỏ cái ma men đó, nhưng rồi chúng ta không vượt qua được, làm cho cuộc đời của chúng ta, gia đình của chúng ta có sự mệt mỏi. Hoặc nói một khía cạnh khác nữa là ma túy. Quý vị biết rồi, đúng không ạ? Ma túy, những cái loại nghiện hay là drug mà người ta sử dụng, nó làm cho con người ta trở nên mất đi cái phẩm cách, trở nên những người lừa dối, bịp bợm, và mang đến sự tai họa đến cho cá nhân họ cũng như những người thân yêu và trong xã hội. Nhiều người họ muốn ra khỏi, họ quá mệt mỏi nhưng mà không đủ sức chống cự lại cái quyền lực đó. Còn nhiều cái mệt mỏi khác nữa. Người ta nói ma đưa quỷ dẫn đường, giống như là những cái tinh thần chúng ta thấy là tà dâm, ô uế, bại mà. Những điều đó nó chiếm hữu trên cuộc đời của con người, và con người thấy rằng nó mang đến một hậu quả cho gia đình mình, tan thương cho con cái của mình, vợ chồng với nhau. Đó là những sự mệt mỏi mà tôi muốn đụng đến, còn nhiều vấn đề khác nữa. Và khi cái việc biết con người ta mệt mỏi thì nếu mà nhẹ thì dễ gây nên cái sự bực bội, bực mình. Khi người ta đầu óc không có thoải mái thì giống như một người bệnh mà thôi, đụng một tí là cáu cỏ, bực bội, la hét. Nếu mà cái sự mệt mỏi nó gia tăng càng ngày càng nặng thì nó trở nên qua những cái hành động giống như là cái bà cụ Anna May Blessing đã làm. Kính thưa quý vị, để giải quyết vấn đề này, và chúng ta không ai muốn mệt mỏi, không ai muốn gánh nặng trong cuộc sống của mình, đúng không quý vị? Thì chúng ta phải làm gì? Có lẽ quý vị đã thử tất cả mọi phương pháp, mọi cách, nhưng rồi quý vị kết luận một điều: tôi không thấy nó work, tôi không thấy thành công. Thôi cứ để cho cái cuộc đời mình cứ trôi theo dòng nước chảy trong sự mệt mỏi đó. Không đâu quý vị ơi. Có lẽ quý vị thử tất cả rồi, thử phương pháp này, phương pháp kia, hoặc là thử luôn cả cái sức của mình, chúng ta thấy cũng bất lực. Thì tôi xin giới thiệu với quý vị, quý vị hãy thử đến với Đức Chúa Giêsu đi. Ngài là đấng quyền năng, và Ngài là đấng có thẩm quyền để mà vực chúng ta, kéo chúng ta, chặt đứt những dây trói buộc đó trong cuộc đời của chúng ta, và cho chúng ta sự bình an, yên nghỉ, nhẹ nhàng, thoải mái trong cuộc sống. Tôi không nói điều đó chỉ là nói suông đâu. Tôi nói qua kinh nghiệm của chính cá nhân, và tôi cũng nói qua kinh nghiệm của nhiều người đã từng mệt mỏi, đã từng muốn kết liễu cuộc đời của mình, hay là muốn kết liễu cuộc đời của người khác. Nhưng khi họ tìm đến Chúa Giêsu thì cuộc đời họ được biến đổi từ sự mệt mỏi đó mà ra sự bình tĩnh, an bình, nhẹ nhàng trong tâm hồn. Từ một con người chán trường và không muốn sống đó, cho đến một con người vui thỏa và sống hạnh phúc. Quý vị ơi, tôi xin tặng cho quý vị một vài câu kinh thánh là một nền tảng nói đến lời hứa của Chúa nha quý vị. Quý vị hãy thử đi, hãy đến với Ngài, vì chính Chúa Giêsu là đấng có thẩm quyền, là đấng ban cho. Nếu chúng ta trao phó những gánh nặng, những sự mệt mỏi trong cuộc đời chúng ta lên cho Chúa. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 đến câu số 30, lời của Đức Chúa Giêsu có chép như sau. Quý vị lắng nghe nhé. Đức Chúa Giêsu kêu gọi. Lời kêu gọi của Ngài ở trong Kinh Thánh này là lời kêu gọi
đến với từng cá nhân chúng ta. Và nếu quý vị nghe được lời kêu gọi này với một tấm lòng thành tâm và hãy chạy đến cùng với Ngài, thì tôi bảo đảm với quý vị sẽ không còn mệt mỏi nữa. Lời kêu gọi đó như thế này: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, hãy đến cùng ta. Ở đây là Jesus, là Giêsu, là Đức Chúa Giêsu. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Yên nghỉ tại đây là rest. Chúng ta không còn sự nặng chịu, chúng ta không còn bị bối rối, chúng ta không còn sự bực bội, chúng ta không còn mất ăn mất ngủ, chúng ta không có cái tinh thần để mà nghĩ quẩn nữa. Chúa sẽ cho chúng ta sự yên nghỉ trong tâm trí mình, trong thân xác mình và luôn cả trong linh hồn của mình. Quý vị có muốn điều đó không? Hãy đến cùng Ngài và trao những sự gánh nặng đó. Hãy cầu nguyện: Chúa ơi, con mệt mỏi lắm rồi, con chán nản lắm rồi. Nếu mà con cứ tiếp tục đi con đường này thì con biết rằng con sẽ trở nên quản trị. Thì hãy đến với Ngài đi quý vị, vì Ngài hứa mà, Ngài sẽ ban cho quý vị và tôi sự yên nghỉ lạ lùng. Câu 29: ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ắt của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Khi quý vị đến với Đức Chúa Giêsu, quý vị học tập lời của Chúa Giêsu dạy, quý vị nhờ cái là sức quyền năng của Ngài ban cho, thì bảo đảm với quý vị, chúng ta có sự yên nghỉ thật sự. Và ắt ta dễ chịu, gánh ta nhẹ nhàng. Quý vị sẽ không còn thấy nặng nhọc nữa. Quý vị sẽ thấy cuộc đời quả thật là một cuộc đời phước hạnh. Như Chúa Giêsu đã từng nói: ta đến để ban cho chiên sự sống, và sự sống sung mãn, sự sống tràn đầy niềm vui và phước hạnh. Quý vị có muốn điều đó không? Và tôi cũng tặng quý vị thêm một câu kinh thánh nữa nhé. Đó trong Ê-sai đoạn 40, câu 29 đến câu số 31 như sau: có lắm lúc chúng ta nói tôi thử hết rồi, tôi cố gắng làm rồi, nhưng mà không thành công. Chưa đâu, chúng ta chưa thử cái chỗ này. Và đây là lời hứa của Chúa cho những người nghĩ rằng mình không thể nào vượt qua được những cái gánh nặng đó, mình không giải quyết được, và cũng như con thiêu thân cứ mỗi một ngày dậy rồi chúng ta đi làm, chúng ta đối diện với cái gánh nặng nặng trĩu trong tâm hồn, rồi chúng ta lại đi ngủ và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi chúng ta qua đời. Ô quý vị ơi, đó không phải cuộc đời mà thượng đế Đức Chúa Trời tạo ra cho chúng ta lao khổ như vậy đâu. Thì đây là lời hứa của Ngài trong Ê-sai đoạn 40 câu 29 đến câu 31 có nói như sau: Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn. Wow! Mình mệt mỏi, khức khổ, thì Chúa hứa Ngài ban sức cho chúng ta, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi, mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Chứ không phải người lớn mới vấp ngã, người lớn mới mệt mỏi. 92 tuổi con phải mệt mỏi và kết liễu cuộc đời của con trai của mình. Ai nói là cái lớn tuổi không có sự mệt mỏi? Thì người trẻ cũng vậy, không phải nó trẻ không có mệt mỏi vậy. Nhiều cái vấp ngã, nhiều cái sự mệt mỏi. Nhưng mà Chúa nói gì? Chúa sẽ thêm sức để chúng ta vượt qua. Và câu 31 là câu rất là giá trị. Đó là: nhưng ai trông đợi là wait upon, waiting, hay là ai có một tấm lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời toàn năng, trong Đức Chúa Giêsu, thì chuyện xảy ra. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng,
chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Đó là lời hứa của Chúa. Mong rằng quý vị và chính tôi ngày hôm nay, nếu bất cứ điều gì làm cho chúng ta nặng chiếu, mệt mỏi trong tâm hồn, quý vị còn có một sự hy vọng, đó là hy vọng trong Chúa Giêsu Christ. Nếu chúng ta tin cậy, trông đợi vào chính Ngài, Ngài sẽ cắt đi sự mệt mỏi, nặng nhọc, để ban cho chúng ta sự an bình và yên nghỉ trong cuộc đời. Nha quý vị. Mong rằng đây là những lời nhắc nhở, tâm tình chia sẻ của tôi đến với quý vị. Và quý vị thấy đây là một bài học giá trị cho chính cá nhân mình, cũng như cho tất cả người thân yêu của mình, luôn cả trong anh em tín hữu trong hội thánh. Chúng ta hãy bấm nút share để những người bạn trong Facebook của quý vị được nghe lời trò chuyện ban mai. Amen. Xin chào quý vị.